động viên xứ Will qua đời trên đường tới sân xem World Cup. Một người đàn ông 62 tuổi đã qua đời khi trên đường tới sân theo dõi trận thua 0-2 của xứ Will trước Iran hôm 25 tháng 11. Theo Daily Mail, ông Kevin Davis, 62 tuổi, đến từ Pembroke đã chết vì nguyên nhân tự nhiên tại Doha, Qatar. Thật không may. Chúng tôi đã mất một thành viên của Bức Tường Đỏ, hội cổ động viên xứ Wales. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến con trai của Davis và gia đình. Hội cổ động viên của Những Chú Rồng chia sẻ. Theo một vài nhân chứng, một chiếc xe cấp cứu đã được gọi đến. Các nhân viên y tế đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không thể giữ lại mạng sống cho ông Davis. Giám đốc điều hành của Hiệp hội bóng đá xứ Wales, Noel Mooney cho biết: "Thật buồn khi một người hâm mộ của chúng tôi lại qua đời ở đây. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình ông ấy nhiều nhất có thể." Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Wales cũng gửi thông báo: "Chúng tôi đang liên hệ với gia đình của Davis để sớm đưa ông ấy trở về Wales." Tại World Cup 2022, khoảng 2.500 người hâm mộ xứ Wales đã đến Doha để cổ vũ Gareth Bale cùng đồng đội. Trong lần đầu dự World Cup sau 64 năm, Những Chú Rồng thi đấu không thành công khi mới chỉ có một điểm sau hai trận. Ở lượt cuối, thầy trò huấn luyện viên Robert Page sẽ chạm trán Anh.